nổi, người ta không lấy trơn. Đúng rồi. Bây giờ nó không hút, bây giờ nó không hút mấy ác này chứ. Năm nay sao quạt tệ. Năm nay đặt gắn thì không có cả nhà, nhưng mà giá nó không cao luôn. Rồi, tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha. Sau. Hẹn lại cả nhà clip sau nha các bạn, cả nhà. Bye bye. Bye bye. Bye. Sướng quá sướng luôn. Hello, chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi thăm bẫy với anh Bình cả nhà ơi. Bữa nay mượn anh Bình, anh cầm máy anh quay giùm cho mình cả nhà ơi. Quay đoạn này lấy con gắn được rồi nha. Con gắn bự á thì đã cầu hay sữa. Con gắn nhỏ thì khỏi đãi. Rồi bữa nay mình cầm máy làm camera men bất đắc dĩ. Cái bẫy này chiếc đầu tiên nó hút con em siêu to, chiếc rồi còn chuột bằng ơi. Chiếc này cái bẫy nằm đây hả? Đâu cái bẫy đâu? Đây nó bờ hả? Sao bỏ lên cây vậy? Chó nó quần. Ồ. Chó quần chắc người ta đi ngang ta thấy nè, người ta mang người ta không lấy nè. À. Cũng được đi, không mắc bẫy. Ok, cái bẫy đầu tiên chất quất. Bẫy đầu tiên chất quất cả nhà ơi. Hy vọng cái sau nha. Sống nổi không? Đây cái bẫy tiếp theo của mình cả nhà ơi. Mình mới thăm cái đầu tiên mượn anh Bình quay. Chưa được thăm nữa cả nhà. Con chó nó ngậm cái bẫy của mình, nó kha, nó bỏ trên gốc cây rồi cả nhà ơi. Xong luôn cái bẫy đầu tiên. Cái bẫy đó kiến rồi mình hồi chiến trước rồi cả nhà, mình dính được em bự nữa cả nhà. Chiến này lại tiêu cái bẫy rồi, con chó nó tha rồi. Cái bẫy này là vừa hổm mình ở dưới đó cả nhà, bữa đó mình đạp sập lép đó cả nhà. Bây giờ mình giờ qua đây để coi thăm cái em nó coi có dính không. Cái thước đáy trên, trời ơi em chuột ngủ rồi cả nhà ơi. Rồi để mình ốp máy mình đặt lại cái bẫy này cả nhà ơi. Mình đi thăm cái tiếp nha cả nhà. Anh Bình bây giờ các bạn, bây giờ anh chia sẻ vụ mà em bé trên Đồng Tháp té với cái trụ cầu đó nghe cả nhà. Đó. Mình thấy cái bẫy của mình cả nhà. Bẫy này hồi chín rồi, nhìn con em này. Cái này không có dính không? Có phần cái gì ta? Không biết phần cái gì. Phần cái gì cả nhà? Phần cái gì cả nhà? Phần này cũng cũ không mất. Dùng nó cả nhà, dùng nó cả nhà, dùng nha. Ây dùi, trời ơi, bánh mì cả nhà ơi, con trắng tươi mà sao có bánh mì ta, cũng được hả cả nhà, dù, ba cái, hút được nghe em liền, hồi nãy mình thăm cái trước bị chó cắn, kha lên bỏ cái đọt cây luôn, cái thứ hai chuột chết queo, cái này hút liền, ba cái hút được nghe em cả nhà, rồi để mình ốp máy nha cả nhà, mình đặt lại cái bẫy phụ nha cả nhà, rồi mình đi thăm cái tiếp nha cả nhà. Đây cái bẫy tiếp theo của mình đây cả nhà. Cái bẫy này đặt đầu tiên, chiến đầu tiên dính lực anh em nhì cũng ngon quá. Không hai chiến sao tức quớt cho cả nhà. Cái chiến này có hốt được em nào nữa không? Chỗ ngon quá. Thấy đi không nổi luôn. Đâu ngờ không hốt gì chứ. Hốt được con em một. Hy vọng hốt em ơi. Ui. Trời ơi cái bẫy nhà cây trời. Ui. Ê. Trời ơi dướng cây. Ôi, trời. Ủa em chuột đâu rồi? Còn sống không? Em chuột. Ủa em chuột còn sống luôn cả nhà. Hay quá. Em chuột còn sống cả nhà. Em chuột còn sống cả nhà. Hồi đây mình ốp máy mình đặt lại cả nhà. Sao rồi anh Bên? Chết quá cái đầu tiên chặt chuột. Chặt quét hả? Ừ, em sao rồi? Em dính mới dính cái đẳng được con em ngựa. Cái này chuột, cái này chuột còn sống luôn. Chúc mừng. Rồi. Anh mình đi thăm tuốt đẳng hai cái, ăn cái đẳng cả nhà. Mình ở đây mình tới đây mình thôi mình còn qua bên kia ăn cái nữa, còn tuốt qua bên kia. Cái nữa cả nhà. Rồi mình bắt em ngựa lấy ra luôn cả nhà. Rồi đây mình có mấy cả nhà. Tới cái bẫy tiếp theo của mình đó cả nhà ơi. Cái này hồi chuyến rồi mình dính được em nhì nữa cả nhà. Em nhì cũng ngon lắm cả nhà, cho 450 á. 500 á. Cái này có hy vọng có hút được em mà khủng khủng không cả nhà. Trời ơi, trời. Thôi rồi luôn, cái bẫy mình. Con chó, con mèo gì nó lâu ra. Ôi, má ơi. Lâu ra luôn. Con mèo nó lâu cái bẫy răng, chuột nó ngẫm mẹ nó dính vậy. Em Bình bên đó nè cả nhà. Anh qua đó đó. Khu này nhỏ cả nhà. Mà hai anh em đặt
người đàn cái nghe nè, chiến gồ anh Bình không có dính, chiến gồ mình dính đừng em nhì. Rồi mình lên mình ốp máy mình đặt lại cái bẫy này rồi mình qua bên kia, còn khu này còn cái nữa cả nhà, cái đó chiến gồ cũng dính được em nhì nữa cả nhà. Rồi đây mình ốp máy cả nhà ơi, tới cái tiếp theo của mình đi cả nhà, cái này chiến gồ mình dính được em nhì nữa cả nhà. Cái này có hút được em nào nữa không? Trời ơi trời ơi, má ơi, hai cái bẫy gì chó lâu gạch chân trời, ba cái sáng nãy giờ. Ủa, em chuột đâu? Ừ. Em chuột đâu trời, thấy nha, bẫy không thấy em cái đầu chuột đâu luôn, mà cái bẫy không hư, em chuột đâu trời. Để mình lắp máy mình đặt lại cả nhà, chó nó phá quá. Rồi để mình đặt lại nha cả nhà. Rồi máy cả nhà ơi. Anh Bình, thấy ngựa em sao anh Bình? Nhìn nó thấy luôn. Trời ơi, làm anh làm với anh, anh buồn bỏ anh buồn ngủ quá vậy chứ, con gắn người ta vậy mà nó anh nhìn không thấy. Ok. Ơi, mình mừng anh bắt gắn giùm mình cả nhà. Hồi nãy mình mới bắt giùm cho anh, con hai con hành ngon quá trời cả nhà ơi. Mày yếu chừng mà phụ. Mà anh bắt giùm hai con gắn mà anh không chịu xin ổng ly cà phê sữa mà anh không cho là không cho đó cả nhà. Tại vì cái hai con gắn là... mình con gắn nhỏ xíu mình không, bây giờ cái này cái thứ tư thứ năm rồi đó cả nhà. Trời, bắt có mùi hành với người ta chứ. Đó, rồi mà mình được có con em hành nè, em có con em ngựa à. Còn anh hai con nhì thiệt ngon cả nhà. Mà mình xin anh ly cà phê là anh quyết định anh không cho là không cho. Cho mà hồi cho mà. Cho nhớ nha, có hứa nha, hứa nhớ nha. À, vô kèo nó liền ta, phục bài nó liền ta. Nói đó cả nhà, nhớ làm chứng cho mình nghe, để hồi mình có cà phê mình quay cho cả nhà xem luôn cả nhà. Quay cho làm chứng luôn nha, để anh Bình hứa mà sợ cả nhà nói anh Bình hứa lèo. Thôi nó ốm không nổi, ăn con chuột của mình ốm như ôm. Thôi đừng thả bậy bạ, chết rồi, chết mình à, bỏ vô túi dằn cái cả nhà ơi. Ăn hai biểu mày ăn chuột của anh chị em. Mày đừng ăn chuột anh thả rồi. Có không à? Có. Không ăn chuột là thả không? Ừ, không ăn chuột là thả, tại mày ăn chuột. Phải, con này có ăn chuột không ta, nó bụng nhôm. Năng không gà nó tiêu quá rồi. Xin chào em vô. Rồi mình cũng được một em ngựa cả nhà, rồi mình lên xe mình đi thăm cái luồng bẫy khác cả nhà ơi. Tí hòn. Kệ đi, có đỡ hơn không? Tí hòn. Kệ đi, góp gió làm bão cả nhà ơi. Tí hòn. Chê hoài ta. Tí quê hòn. Nha. Quê nha, dính được hai ngành mà ca chê ngắn ngựa tao hoài ta. Tí hòn. Ờ thôi vậy đi cả nhà, mình góp bẫy này để anh mình ảnh kiếm chuyện mình hoài cả nhà. Tí hòn. Anh Bên. Tôi thăm giùm em cái bẫy này nha, hy vọng cho anh đó nha. Anh kiếm mùa hành cho em ơi. Cái này hai chiến rồi mình không có dính cái nhà, cái chuột không. Cái này dính con bự rồi. Trời ơi, mới khui bự bự vậy là nó lăn cái bẫy. Lăn không? Rồi xong nữa rồi cả nhà ơi. Ừ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Thôi con chuột nó ngủm rồi cả nhà ơi. Thôi vậy mình ướp mấy cả nhà ơi. Ở cái bẫy này hồi rút luôn cả nhà. Cái bẫy tiếp theo của mình cả nhà. Cái bẫy này chỉ ngồi dính được những em nhìn nữa cả nhà. Cái này có dính không cả nhà? Mình vô thì thanh nha. Không lắm rồi. Mình chụp nó ngủ nữa cả nhà. Mình chụp nó ngủ nữa cả nhà. Sao ngủ quá trời với ta. Mình chụp nó ngủ nữa cả nhà. Đang ốp máy mình đặt lại cái bẫy này nè. Đây cái bẫy của mình cả nhà. Đây cái bẫy của mình nha cả nhà. Cái bẫy này mình mới châm. Mới châm chiến gọn cả nhà. Thôi không dính cả nhà. Mình nói người ta cắt cắt quá trời nhà sát quên. Mình không dám nói lớn cả nhà. Đi, có phần cả nhà. Có phần cả nhà. Nè, quá trời phần nè. Dột. Giống cả nhà. Nhất rồi. Nước này. Trời ơi trời. Được lắm cả nhà, thôi đừng lúc mấy cái này đặt lại như thế nào. Chủ nhà ta thấy cái này. Thôi đừng lúc mấy ngày trước mình mở ra cho cả nhà xem cái này. Đây cái bẫy tiếp theo của mình cả nhà ơi. Mình đi chung với anh Bình mà anh Bình mới mất ăn đồ đấm lá đắng cái cả nhà. Anh Bình mới quẹo vô đó, mấy thăm cái bẫy của anh còn không. Mình tới cái bẫy của mình cũng hồi hộp đó cả nhà ơi. Rồi, cái bẫy mình. Trời đất ơi trời. Cả nhà thấy không? Cái bẫy của mình. Trời ơi. Trời, con chó. Má ơi. Tha cái tới đây luôn trời. Hy vọng gì nữa đâu cả nhà. Chỗ thiệt là ngon. Thôi, mình đặt lại nữa cả nhà. Quyết định là mình phải đặt cái khu này lại, dính kiếm một em cũng khủng được.
mình gỡ nợ lại chứ mình mất cái khu này, mình ngồi vô đầu tiên, đặt chuyến đầu tiên mình vô mình thăm con mất một cái cả nhà. Thôi giờ mình nói bẫy cả nhà, còn đi đặt lại cái bẫy rồi mình đi thăm tiếp cả nhà. Tiếp theo của mình đây cả nhà. Được rồi, nhiều cái tan nát đầy qua hết thành vậy nè. Hy vọng hút kim em kìa. Thôi. Thấy cái đá gì đâu. Được rồi. Dù nữa hay gì cả nhà, thấy có phân này nè cả nhà. Cho em ta, ừ dù. Dù nữa cả nhà. Hồn làm cái đào. Rồi trời. Cái này cả nhà, theo cái này. Xuống cái này. Trời ơi, tới công chuyện nữa anh Bình ơi. Bữa nay anh Bình chết với em về chết Bình ơi. Trời ơi, chú nó xuống quá trời ơi anh Bình ơi. Ngon quá ngon cái này. Tới công chuyện rồi. Hồi nay mình đốt mấy cái nhà, anh Bình đi thăm một anh cái nắng. Mình còn cái này cả nhà, mình tuốt bên qua mình bà nó đó. Cái bên cái bà của anh Bình mà anh Bình mắc cái, mình còn cái nữa cả nhà, mà biết cái bẫy mình còn không. Trời ơi trời. Mừng quá cả nhà ơi, tháng này mà dính được gì mừng quá. Quá khỏe luôn rồi anh Bình ơi. Xuống quá xuống rồi cả nhà ơi. Hồi nãy mình có mấy cả nhà, mình đặt lại cái bẫy cũ cả nhà. Trời ơi đã. Đây cái bẫy tiếp theo của mình đó cả nhà ơi. Đâu rồi? Hy vọng cái bẫy này lắm đó cả nhà. Thăm chuyến đầu tiên dính được nghe em. Cái bẫy mớp hết trơn. Đặt thêm hai chuyến sau nữa, chốt quá trơn cả nhà. Coi chuyến này rồi sao? Hy vọng dữ lắm đó cả nhà. Ui. Trời đất ơi trời. Đã rồi, chuột làm mẫu đẻ luôn rồi. Hái lụa em chuột. Trời ơi, nè, bò ở trong cái nè. Là mẫu nó đẻ ở trong rồi. Chạy đi, nó còn sống cũng mừng rồi cả nhà. Hồi này mình phát lương thực cho nó cả nhà. Rồi mình đặt lại cái bẫy cả nhà. Đây cái bẫy tiếp theo của mình nha cả nhà. Cái bẫy này hồi chuyến trước mình hút được con gì. Chuyến vừa rồi là em chuột nó chết nha cả nhà. Đầu lùi bẫy ơi. Hồi hộp quá cả nhà ơi. Ui. Em chuột nó ra đi rồi cái này, chuột nó ra đi rồi, trời ơi, ngon quá trời ngon mà nó đi ra đi trời, rồi để nó mấy mình đặt lại cái bẫy này cả nhà. Khỉ gì chưa anh mình, sướng nghe cả nhà ơi, sướng nghe cả nhà. Quá khí gì trên mình, một cột khí chưa anh Bình. Thấy rồi, đâu có đuôi. Con nó dữ nhì anh Bình, dữ nhất nữa không? Nhì dữ nhất nữa không? Trời ơi. 300 gram cứu tụ. Trời ơi, cục sắt của em đó anh Bình. Trời ơi, nãy mình khâm cái quẩy nó gần nhà người ta quá, người ta đang làm nhà cả nhà. Rồi mình không dám nói chuyện, cả nhà cũng thông cảm nha. Tới đây mình mới tận hưởng cái niềm vui, cuộc sướng của mình nè. Hai em luôn cả nhà, hai em nhất luôn cả nhà. Cái lộp, trời ơi, cái lộp bị lớn mà vô hai em nhất trời. Còn vô một khúc đó nè. Ừ. Thấy không? Còn nó dám vô luôn nữa lắm á. Vô còn nữa vô luôn, đồ tham lam. Trời. Vậy hồi lúc em mới làm nghề đó, em ra em đặt cái bẫy. Ừ. Nhín được ba con anh Bình. Ba con mà con nào lấy bằng tốt hả? Một hai con nhất một con nhì. Vậy hả? 2 kg 2 kg 1. Trời dạ giá mày. Không, ba con 2 kg mốt thiệt rồi, lúc đó là em chưa có quay, hồi lúc chưa quen anh đó nha. Ừ. Là gần nhà luôn á, đặt cái luồng bẫy đó, là có bẫy là gần nhà luôn á. Ba con 2 kg mốt, chiến sao đặt cái bẫy chỗ cũng gần bên đó đó, dính hai con 1 kg 8. Trời ơi, vậy mà dính dữ vậy? Ừ, lúc đó mới đặt dính ghê luôn trời. Vậy là tính ra mấy người biết đặt, tổ đãi nha. Đúng rồi, tổ đãi mấy ông, với khi cái nghề nó dụ mình á. Thôi kệ đi, kệ đây cũng bắt luôn. Tí hơn nữa. Bỏ nó đi mẹ ơi. Bắt đi bắt giùm em đi chút xíu em để cà phê sữa chuẩn. Em hứa. Mà ơi, nó đủ tiền bạn ơi. Ơi ơi, cả vợ ơi cho nó một cục cái đẻ trời ơi. Vợ ơi, bà xã ơi, chứ đi có đầu Tết cho mấy nó nhỏ rồi bà xã ơi. Cần bà đã. Khứ gì chịu nổi anh em ơi, trời ơi, hai cục cái kìa. Trời ơi. Thôi thôi. Ra đi. Rồi hốt luôn đi con này. Trời ơi con này 800 g. Không hết đâu. Không hết đâu, dữ con lắm này, rồi. Con nó càng bự thì con này càng nhỏ. Rồi con nó cũng vô nhất luôn. Nhất nữa đâu. Trời, con nó không nhất, thua. Cá không? Cá không? Cá không?
Trời ơi. Đưa nó lại ra đây mà lấy con này nè, mày cầm này, con này sao nhất. Trời ơi. Con này nó quá bự rồi, con này nó nhỏ lại chứ. Sụp phải hai con này nhỏ thì con đó nhất luôn. Con này cả 500 550 cả nhà. Cũng được cả nhà ơi. Thì bự cái. Ui sụp sụp sịt sụp sịt. Trời ơi Bình, đá vô mặt anh Bình luôn trời, mày khi dễ anh Bình dữ vậy, sao mày đá vô mặt anh Bình dữ vậy? Trời ơi. Đây mất ký chừng một. Mất ký chừng một, nồi nước đá nó không còn hơn ly cà phê rồi đó. Thôi, cái này tháng này mà vô được hai em này là mình thấy chung mình nó khỏe gì đâu rồi đó cả nhà. Ủa thằng Vũ này mà vẫn cầm nữa ta. Trời ơi. Cái chỗ đó là còn ghin đấy. Nè bố này em vô luôn đi. Còn trời ơi, chỗ đó còn ghin. Con này khoảng 500. Con 500 khỏe. Ừ. Nè, 500 à. Mẹ nó. Sướng nha cả nhà, sướng nha cả nhà ha. Rồi mình nãy hôm mở màn đầu thì mình hốt em ngựa nhỏ nhỏ anh Bình la tán hai con gì cái anh sướng nha cả nhà, mình cũng sướng như mảnh thiệt, nói chung là mình sướng như mảnh, nhưng mà nói chung là sướng thiệt. Hụt đúng không? Chứ hụt phải không? Chứ hụt phải không? Qua đây là hốt ra liền đúng không? Qua đây là mình hốt liền cả nhà. Sướng quá sướng cả nhà. Qua điểm mới cũng hốt mà hốt bảy tạc. Anh Bình cũng vừa qua chung với cái luồng bảy mình với con gắn này nè cả nhà. Mà anh Bình vừa qua chiến rồi là anh dính con hai con anh Bình. Hai con nhỏ mà. Hai con không được, nhờ không được bự cả nhà. Chiến này hy vọng được dính một con đại ca của mấy con đó, ai ngờ qua không đại ca thiệt. Qua bị đại ca hốt cái bảy bắt tiêu. Cái này là con dắt. Thấy không? Ôi trời ơi, bỏ miệng nhai mẹ luôn cho rồi. À, vô cái lùm đó kìa, bước cho đóng ra, đi ra một cái nó đen hai cái giò. Có được 500 gram Bình. Con này 500 rồi, hát con này bự con nãy mà. Bự con nãy ha. Ừ, bự con sướng cả nhà. À. Bự con sướng cả nhà ha. Ừ, con này 500. Tại nó một cái nói chung mình tháng này mình nó ít dính giờ mà dính con bự bự gì cũng đáng đồng tiền cả nhà ơi. Với anh em mình cũng cực khổ. Sướng quá sướng. Quá phê. Đủ tiền. Một túi. Trời ơi, không mấy có 8 9 cái 7 mà được một túi vậy nè cả nhà. Bữa nay hai anh em mình thăm mỗi người khoảng 15 cái đổ lại. Có 15 16 cái à, ở đó à, ngoài một túi rồi cả nhà. Ra ngoài kinh hai cái nữa, qua cái lùm bên kia 4 5 cái nữa là xong. Rồi, xong ha. Rồi giờ mình kết thúc clip nha cả nhà. Rồi để mình để, cuộc bẫy này xong xuôi cho mình đi thăm mấy cái tiếp nha cả nhà. Sướng okay. Quá sướng. Cái clip của mình nha cả nhà. Cái này dính được em ngựa tới giờ vẫn tanh giống queo luôn. Không thấy mình bóng quê hương vậy. Cái nhà tia nhà quẹo nữa hay quá. Thiệt mà. Chuột đâu rồi? Chuột ơi, trời ơi, chuột ủa, ừ, hên quá, em chuột còn sống, đỡ tốn tiền nha, mình đợi cái bẫy nha nè, chơi cây kịp theo của mình nha cả nhà, gì đó nè cả nhà, cái này mình mới chơi nền qua hồi chiến rồi, chiến trước cả nhà, mình thăm chiến rồi, chuột chất queo, hồi chiến này có dính không cả nhà, khu này mình đặt con cái một cả nhà. Trời. Cái bẫy của mình nghe tới cái bẫy của mình nữa cả nhà. Chiến rồi mình hốt được em gì nghe cả nhà. Thì dòng cái này hốt thêm em nữa coi. Trời ơi. Chết em nữa rồi anh Bình ơi. Có bánh mì. Có là được rồi, trời ơi, mì bằng của mì đầu luôn. Em hốt. Bé tí nị nữa. Có phần trà bá luôn à, này trà cũng bá gì. Quả là con gắn tét tét. Hốt mày luôn. Ừ, mày vô ăn, mày ăn con chuột của anh chi. Trời ơi là trời. Rồi đặt lại đi. Rồi nó bắt máy mình đặt lại cả nhà. Cái cuối của khu này nha cả nhà. Rồi mình đi dây vô trung lộ. Rồi mình chạy xe lên chỗ giường đó cả nhà. Lên cái giường đó đó. Mình với anh Bình người còn 3-4 cái nhìn đó cả nhà. Khu đó mình mới đặt nha cả nhà, đặt hồi chiến rồi nha cả nhà. Đây không cái bẫy cuối cùng mình ở đây coi sao nè, mới dính em hành nhỏ xíu, em ngựa nó quá nhỏ cả nhà, hy vọng cái này cái dính em nào không. Ui vô cả nhà, vô cái tật bực cái tủ, trời ơi trời, tới công chuyện nữa rồi anh Bình ơi. Bữa nay đủ mít bữa nay thời tới cản không nổi cả nhà ơi. Vô anh Bình bữa nay anh lụng bại cái đồ với mình cả nhà ơi. Hôm bữa nay mình không có cá đồ gì anh nhanh nha cả nhà. Hồi nãy mình hứa mình để cà phê sữa cho anh nữa nha. Chút xíu mình thăm lên cái luồng bẫy trên kia, mình thăm thêm 3-4 cái nữa. Trời rồi mình bắt gắn ra. Rồi mình đãi anh uống cà phê luôn nha cả nhà. Quá trời sướng rồi, trời ơi trời, cứ để sướng. Quá đã rồi anh em ơi. Anh em thấy không? Trời. Gì đây nè, một cục rồi nè. Nè
nó nổi dậy là cục không này cả nhà, thấy không cả nhà? Ôi đau quá. Ôi, rồi mình để mình nó bán cả nhà, mình đặt lại cái bẫy phụ nha. Bình ơi. Cả nhà thấy không? Lúa này chín đỏ trên cả nhà. Mình thấy gì không anh Bình? Thấy con gắn của em chưa anh Bình? Trời ơi. Quanh dính nào? Trời ơi, ba cái chuột sống. Trời ơi trời. Một sống hai, một cái chết. Đau. Khu này mình có ba cái cả nhà. Mà cái đầu tiên nãy chuột chết. Hai cái còn hai cái con dính con một em hành một em ngựa cả nhà. Trời ơi hay quá hay rồi trời ơi. Bữa nay tổ đãi em anh Bình ơi. Bữa nay tài, bữa nay thời tới cả không nổi anh Bình ơi. Nhưng không? Cái đầu chà bá. Quá trời sướng rồi cả giờ ơi, bữa nay đủ tiền đầy xe rồi. Bữa nay đầy xe rồi. Hai con nhất là hiểu rồi. Bữa nay dùng mập cái này đầy xe bữa chứ. Trời ơi trời nhất gồ nhất rồi. 650. Phẻ ghe. Quá xa đỡ rồi cả nhà. Trời ơi. Con ngựa giống mini đó, ca mình xử lý sau bạn ơi. Ừ. Tránh mất thời gian nha. Rồi. Quá ok. Khoan để khoe. Để cái túi gắn rồi. Con ngựa nè. Khoe cái túi gắn đấy. Trời ơi. Bữa nay mệt rồi nghe. Trời ơi. Sướng cả nhà ơi, sướng rồi nè. Một túi rồi cả nhà. Chụp cái bộ hình làm ảnh đại diện lúc đầu cái. Đi rồi, hết sắc thấy hết thấy. Đây cái tiếp theo của mình nha cả nhà. Cái thứ hai của khu này nha cả nhà. Bữa nay mình muốn bệnh quá, sổ mũi nữa. Trời cả gió là muốn bệnh cả nhà. Hôm qua mới đóng mưa nhà mình quá trời lớn luôn. Mình hứng cả hai lu nước cả nhà. Đây. Phần cả nhà. Nè. Phần này cả nhà. Em gì vậy? Đâu rồi. Nhìn nha cả nhà. Trời ơi, em bánh mì. Cả nhà ơi, bị lớn nè cả nhà. Chết luôn rồi. Ý tùm la ở chân, ý tùm lum ở chân. Có chút béo. Thôi, để mình nấu máy mình đặt lại cái bẫy phụ rồi mình chút xíu đâm ra ngoài mình bắt luôn với anh Bình luôn ngay cả nhà. Đây là tiếp theo của khu này nha cả nhà. Trời, chuột chết nữa. Chết gà xác nữa cả nhà ơi. À ơi. Thôi để mình lại cái bẫy phụ cả nhà. Công đoạn yêu thích của anh Bình là bắt gắn giùm cho mình đấy cả nhà. Bữa nay anh Bình bắt giùm cho mình, anh sướng tay dữ lắm rồi cả nhà ơi. Sướng anh Bình, bữa nay sướng không Đình? Không. Sao không sướng? Ngon. Chút xíu bắt gắn này giùm cho em luôn đi, rồi em đãi cà phê sữa cho anh uống luôn. Ủa gắn gì nữa mà bắt, tại túi của mình nha. Ờ, túi của anh Bình, bữa nay anh Bình cũng ngon lắm đó cả nhà. Nặng hơn ai nha bạn. Ừ. Nè, mình nặng hơn nó mà không? À, anh Bình bữa nay anh cũng ngon cả nhà, được một mới hút vô được em nhất nha cả nhà. Em nhất hai em gì, một em ba. Ừ, em là... chết 15 cái bẫy mình dính được có dính bao nhiêu nè. Mình cũng 15 cái bẫy bằng anh Bình ấy cả nhà, nhưng mà bữa nay mình nhờ lấy chung là dính lính lần kèo chứ mà được hai em nhất nha cả nhà. Với được hai em gì ngon. Hai em gì ngon là 4 con. Ừ, 4 con. 3 con ngựa. 7 con. 7 con. 15 cái. Mấy cái? 7 con, ta anh nhiêu con? Anh 5 con. Anh 5 con. Mấy con mini. Trời nó 7 con nó hai con nhất trời. Hai con nhất hai con gì ba con ngựa. Ừ. Trời ơi thấy ham chứ. Dính đã quá trời đã luôn mà bữa nay. Lâu lâu mới có được trúng bữa cả nhà, chứ không có trúng vài tháng này là mình nói chung là được tiếng hon bạn ơi. Tiếng hon không à. Không biết nó làm cái gì á, thả đi chị ơi. Thôi bác ạ. Trời ơi con ngựa bị lớn, bắt có thịt có thả. Anh ai biết ăn chuột em chị? Thôi nó thả gì cái nó bắt chuyện của nó bạn ơi. Nó bắt thả gì nhà nó thả gì nó đi. Nó làm gì nó làm đi. Tôi thả cái bẫy sát bên đây nè, cái bẫy tôi sát bên đây nè. Chút xíu nó trở lại nó ăn con chuột tôi nữa nè. Thôi kệ đi bắt luôn cả nhà ơi. Cái 200 g. Báo anh, cho cả nhà biết con này 200 g. Anh thấy à, anh thấy à, anh thấy anh hai ông khu du dân bắt với anh hai anh hai Huy chưa? Sao? Một con mà ngón tay cái cũng vẫn bắt cả nhà. Kỳ vậy? Ừ. Anh là anh Hòa đó ha, tôi đang bắt ha, ừ. Với hai Huy đúng không? Ừ. Thôi, nhỏ thả chân à, con ngựa tôi dưới 400 g là thả. Ừ. 350 là thả. Bắt lấy mà mấy anh em đó là cũng như bắt lấy hên. Bắt lấy hên với coi chứ là không có bắt mình về mình bằng thịt đó nha cả nhà. Con ngựa mà dưới 400 g thịt thà đâu ăn. Bởi vì mà bắt cũng như là mình thăm là mình phải bắt như mình bắt lấy cái hên có thấy có dính cả nhà chứ mình không có là mình về mình có là không có mặn thịt đó nha. Mà có hồi Tết năm ngoái tới mùa này ha là gắn nó hút á là ngựa lớn nhỏ người ta cũng lấy trơn. Đúng rồi. Bây giờ nó không hút, bây giờ nó không hút mới ác này chứ. Năm nay cho quạch rồi. Năm nay đặt gắn thì không có cả nhà, nhưng mà giá nó không cao luôn. Rồi, tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha. Sao?
Hẹn lại cả nhà clip sau nha các bạn, cả nhà. Bye bye. Bye bye. Sướng quá, sướng luôn.